Để tìm nhanh bệnh TV mất hình, các bạn làm các bước như sau, bước 1 bật và đồng hồ chế độ volt. Và sau đó các bạn cắm điện vào. Rồi, tiếp theo đó các bạn thấy đèn đỏ báo trên này nè, đèn đỏ báo trên cái nút này nè, các bạn bấm cái nút nguồn và đo ngõ ra của đèn LED, ngõ ra này để cung cấp cho đèn LED nha. Xem nó có chưa? Rồi, các bạn bấm nè, bấm nút cái nút nguồn nha. Rồi các bạn quan sát, bấm nút nguồn rồi, quan sát, bấm nút nguồn. Rồi, các bạn quan sát coi volt nó có lên không nè. Đó, một trăm mấy chục volt và nó tắt liền. Do cái chế độ bảo vệ thì các bạn xác định được TV của chúng ta đang bị hư led nha. Hư led và tháo màn hình ra sửa. Các bạn hãy đăng ký kênh và tiếp tục xem sửa đèn led như thế nào. Bye.